Alright. Yeah, bữa nay đi xong mà Metropoint lận á, đi shopping hả? Metropoint, đi chơi Metropoint tại như giờ lận xong mình ghé đây chơi chút xíu lận á. Yeah. Có Starbucks ai muốn uống cà phê nó rẻ tiền hơn đây, uống trong trường nó mắc lắm lận. Ở đây có Pizza Press cũng ngon lận á. Yeah. Bây giờ tới hầm Phát Thiện nha, bye nha.